Nhà nhà nuôi toàn quái vật đây. Không biết là cái giống gì, đầu thì là kiến. Đầu là kiến mà thân nó là con sâu. Kinh dị yêu. Lạ thế, chưa bao giờ nhìn thấy cái con này. Ấy, rõ ràng đầu là đầu của con kiến. Ấy. Được chưa? Tao xịt đúng đây. rồi này. Ôi nó ngoe ngoáy, đầu đầu kiến mà đuôi đuôi sâu.